Bây giờ tôi sẽ nói đến cái vấn đề à, quan trọng nữa là vấn đề này à, chính sách à, khách hàng đối với thương mại. Đấy. Thế thì ở đây là như thế nào? À, dĩ nhiên đối với cái phần này thì chúng tôi viết phần mềm dựa trên những cái khách hàng đã sử dụng phần mềm của chúng tôi và tích hợp lại để chúng tôi đưa ra một cái giải pháp tối ưu nhất cho khách hàng chứ không phải chúng ta chúng tôi ngồi nghĩ ra cái 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 này đâu mà cái này thực tế là một cái phần mềm mà nó được góp ý từ cái ý kiến của khách hàng chứ không phải là chúng tôi tự nghĩ ra như vậy các bạn sẽ hiểu được chỗ này là tại vì sao nó lại có cái tính chất đặc biệt như thế đối với chính sách bán hàng đối với thương mại thì hoặc là đối với các cái, cái dịch vụ khác ấy, nó liên quan thứ nhất là chương trình chương trình khuyến mại này rồi chương trình giảm giá này giá thì trong các cái chương trình này thì là nó có một số các cái yếu tố thứ nhất là có khoảng thời gian nhất định rồi yếu tố thứ nhất đây nha các bạn nhé yếu tố thứ hai là gì yếu tố thứ hai ấy, là xác định các nhóm đối tượng khách hàng cụ thể à, trong trường hợp không cụ thể thì chúng ta để chung thôi đúng không có cái uh, chính sách sẵn đúng không ở đây tiếp theo này uh, là khoảng thời gian nhất định À, ví dụ như gần Tết có khoảng thời gian 15 ngày chúng ta bán giảm giá hàng bán là mỗi thằng bao nhiêu tiền và bao nhiêu phần trăm đấy. Xác định các nhóm khách hàng cụ thể tức là cái này phần này chúng ta tổ chức các khách hàng nó được nằm vào những nhóm nào để giảm giá bao nhiêu phần trăm ví dụ thế. Vậy chúng tôi sẽ thực hiện như sau, chúng ta có cái phần này. Cái phần này là cái phần à, cực kỳ quan trọng trong cái phần trong cái phần phần mềm này nó có bao gồm nhóm giá bán và chính sách combo sản phẩm những khuyến mại tức là đính kèm các sản phẩm khuyến mại và chính sách giá bán là cái chính sách thực hiện cái việc là à, giảm giá hàng bán trong một khoảng thời gian nhất định đầu tiên chúng ta sẽ lập nhóm giá bán thế ở đây các bạn nhìn thấy không có khá nhiều các đối tượng mà chúng ta đầu tiên chúng ta kích vào cái 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 cột bên phải à, cột bên trái chúng ta chọn thêm mới chúng ta đặt đây là nhóm nhóm giảm giá 5 phần trăm đấy thế thì cái nhóm này được giảm trong 15 ngày cuối tháng 12 đấy, chúng ta chọn lưu thế ở đây chúng ta chọn này những cái đối tượng nào được được giảm 5 phần trăm chúng ta có thể chọn là cách lẻ chúng ta gấp nó vào đây Đấy gì trong cái khách lẻ này cứ mua hàng là cái cứ cái khách lẻ là được chiết khấu 5% được giảm giá 5%. Thế tôi ví dụ ông khách hàng này cũng được. Rồi, ok, tiếp theo chúng ta giữ phím control thì chúng ta chọn nhiều khách hàng nhá. Giữ phím control này kích chuột này, đấy. Rồi, ví dụ thêm hai ông này nữa, đấy. Thì chúng ta nhìn thấy nhóm này, rồi ok. Tiếp theo một nhóm là nhóm 10%. Nhóm nhóm giảm 10 phần trăm cái nhóm này là đặc biệt này dùng cho đại lý cấp n của công ty ví dụ mình là nhà phân phối đúng không và mình là nhà phân phối và mình có nhiều đại lý thì ở đại lý cấp cấp 2 chẳng hạn chúng ta được 10 phần trăm đại lý cấp 1 được 20 phần trăm thì nhóm này là chúng ta cứ cho cấp 2 đi đúng không Thế thì trong cái nhóm 10 phần trăm này là có mấy ông này ông này ông này ông này ông này là bốn ông được được chọn là đại lý cấp 2 Dĩ nhiên các bạn này chúng tôi giữ phím control để tích chọn nhá không các bạn này không biết tại sao này, cái ông này cứ tích chọn mà không biết là nó giữ cái gì mà nó cứ tích chọn nhiều cái được nó là giữ phím control và kích chuột các bạn nhá Thế thì chúng ta sẽ nhìn thế này sau khi chúng ta lập được nhóm giá bán rồi thì chúng ta sẽ lập cái chính sách bán hàng cái chính sách bán hàng này như nào chính sách giá bán này chúng ta chọn thêm mới chọn thêm đầu tiên chúng ta sẽ đánh vào là, là chương trình khuyến mại à, chương trình giảm giá bán vào cuối năm đấy để kích thích cầu kích thích nhu cầu ấy nhu cầu khách hàng. Rồi ok áp dụng từ ngày 15 tháng 12 đến 31 12. Đấy. Thì cái ngày lập chứng lập đương nhiên là chúng ta phải lập nó trước ngày bắt đầu khuyến mại rồi. Đây là vì ví dụ, cho nên là chúng ta không uh, ví dụ cái chương trình này để hướng dẫn sử dụng là ngày 18 nó, nó hiện lên thế này. Đấy. Nhưng mà bây giờ các bạn nhìn thấy này, chúng ta lập ngày 14 có quyết định từ sếp là chương trình giảm giá như thế đúng không chúng ta chọn này ví dụ đối với cái loại hàng hóa này chúng ta mặc nhiên giảm giảm bao nhiêu cái giảm bao nhiêu ở đây ví dụ như chúng ta chọn là cái giá bán nhóm giá bán này là nhóm giảm 10 phần trăm chúng ta đánh vào đây là nhóm tỷ lệ chiết khấu là 10 phần trăm đấy và cái nhóm thứ hai là cái nhóm cái hàng hóa này cũng được 10 phần trăm thì nó là cái nhóm giá bán 10 phần trăm và đồng thời cái nhóm này thì được 5% và áp dụng cho cái nhóm là nhóm 5% thế thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái sự tiện ích ở đây là chúng ta lập cái cụ thể cho mình ấy đương nhiên đối với cái đơn giá thì chúng ta đánh vào đơn giá là được giảm bao nhiêu đúng không? tôi sẽ làm cụ thể cái phần đơn giá vào cái ví dụ tiếp theo lưu này Thế thì bây giờ chúng ta lập hóa đơn bán hàng như nào? Chúng ta đóng lại, chúng ta vào phần bán hàng. Thế thì nếu mà chúng ta bán vào ngày 18 thì mặc nhiên chúng ta sẽ được giảm giá. Sẽ là giảm giá cho khách hàng chúng ta chọn hóa đơn bán hàng này. Rồi ok, chúng ta chọn ví dụ ông khách hàng một này. Đấy, và chúng ta chọn tiếp ở đây. Cái loại hàng hóa là hàng hóa một này. Các bạn nhìn thấy không? Ở đây chúng ta chọn Đương nhiên khi chúng ta lập ấy, thì chúng ta chọn đúng hàng hóa thì nó mới chiết khấu, không thì nó không chiết khấu. Ví dụ như thằng này cái thằng này thì chúng ta khai báo như thế nhưng mà chúng ta lại không chiết khấu cho cái nhóm này, thằng này nó thuộc cái nhóm khác, Nhóm 5%. Thế thì cái hàng 5% nó phải là hàng thứ ba này cơ. Đấy, chúng ta chúng ta chọn hàng hóa nó tự động nó lấy ra cho các bạn. Đấy nhìn thấy tổng giá chiết khấu nó lên 11 triệu này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Nó lấy ra chiết khấu 5% cho các bạn vì cái loại hàng hóa lúc nãy tôi chọn là nó không hiện ra nên là nó không phải là thuộc cái nhóm này chúng ta lưu rồi. Đấy, thấy ra vốn nha nó đầy đủ nha thuế nha rồi chúng ta chọn thêm mới nha tôi ví dụ luôn cho các bạn này bây giờ không phải là ông này mà ông này ông này thì nếu mà các bạn làm ở đây là chọn cái hàng hóa ấy, nó là cái hàng h HAT. h 3 này thì đương nhiên nó không được chiết khấu vì ông này không thuộc cái nhóm được chiết khấu tỷ lệ phần trăm vẫn là không phần nhưng mà ông chọn cái hàng hóa là hàng hóa 01 Chúng ta bán là 1.500 cái đơn giá 15 Thì nó tự động tính ra chiết khấu này 10% đây cho các bạn Tức là ông này đã thuộc trong cái nhóm đấy Thì nó sẽ thực hiện cái việc chiết khấu Đấy là xong một cái nhá Bây giờ thế này chúng ta biết là Khoảng thời gian chiết khấu của chúng ta là đến 31 tháng 12 Như vậy ta sẽ thử lập một cái chứng từ vào ngày mùng 1 tháng 1 năm 2018 nhé Thì xem nó chạy như thế nào chúng ta chọn thêm mới và chúng ta chọn ông Hải Nam này đi đấy chúng ta chọn ngày là 0101 01, 2018 thì các bạn sẽ nhìn thấy có một cái sự khác biệt ở đây là đơn giá nó vẫn bình thường đấy nó không chiết khấu nhìn thấy không nhưng mà khi các bạn sửa lại ở đây là 18 12 thì các bạn chọn lại cái hàng hóa ở đây thì nó sẽ tính chiết khấu cho các bạn à, đương nhiên là khi lít ra đây rồi thì các bạn phải chọn lại thì nó mới tính chiết khấu đây thấy chưa quay lại cái ngày này nó lại tính chiết khấu bình thường nhưng vượt quá cái ngày đấy thì nó sẽ không tính như vậy là đảm bảo cho các bạn được cái gì đảm bảo cho các bạn được là chương trình khuyến mại cứ thế chạy mà các bạn không phải bận tâm liên quan đến vấn đề là các bạn lại cứ uh, sợ mình nhập sai không có các bạn nhá không có trường hợp đấy như vậy là các bạn đã lập xong đúng không chúng ta đã làm xong cái phần quản lý nhóm ra bán đấy là trường hợp thứ nhất là giảm giá chiết khấu